Quý vị, tình hình chống dịch COVID-19 tại Việt Nam có nhiều điều khả quan nhưng vẫn còn nhiều điều phức tạp. Đặc biệt là bây giờ ảnh hưởng đến lực lượng lao động ở các cái khu vực mà trọng điểm của Việt Nam, đó là Sài Gòn, Đồng Nai, Bình Dương và Long An. Và tuần trước tôi có đưa cho quý vị coi cái bản tin và một số cái đoạn video người dân người ta đổ về miền Tây và người ta đổ về miền Trung và đã có đánh đụng độ với lại lực lượng gọi là dân quân tự vệ đó, vân 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 vân. Thì sau đó coi như là chịu thua, mặc dù là ông Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ đạo là không có để cho người ta về quê, và mặc dù ông Lê Hòa Bình, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, yêu cầu ở lại bởi vì cần những cái này để làm việc, nhưng mà rồi cuối cùng chịu không nổi và phải để cho người ta về. Có hai hình thức về, một hình thức về là tự người ta lái xe về, hình thức là bỏ xe lên xe tải chở về, còn người dân thì chở bằng xe buýt về để mà cách ly vân vân, nhưng mà cuối cùng thì chịu không nổi. Đặc biệt là bây giờ 13 tỉnh miền Tây là yêu cầu làm sao đừng cho về nữa và chịu hết nổi, là bởi vì họ đang sợ là những người này về sẽ tạo ra mầm mống bệnh và vùng miền Tây ngày mai sẽ trở thành vùng đỏ. Đó. Và bây giờ đó, thưa quý vị, trong những ngày qua, riêng miền Tây không cả chục ngàn người đổ về các tỉnh như Sóc Trăng, Đồng Tháp, An Giang, những cái tỉnh rồi Kiên Giang vân 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 vân. Quý vị thấy trên màn hình đó là những cái cảnh mà người ta đổ về. Rồi các tỉnh phải dẫn đường xe công an dẫn vào tỉnh này qua tỉnh kia vào để cho người ta cách ly. Có những nơi đưa vô những cái khu mà gọi là tập thể, những khu vui chơi giải trí để mà cách ly, tận dụng trường học. Đặc biệt là như tỉnh Sóc Trăng và cái tỉnh An Giang và tỉnh Đồng Tháp, ba tỉnh nó bị nặng nhất là người ta đổ về rất nhiều. Thì cái này nó cho thấy cái gì, thưa quý vị? Mặc dù là thông tin trong nước nói rằng chính phủ đã hỗ trợ cho người dân rất nhiều, nào là thực phẩm, nào là tiền bạc, và làm mọi cách trích cho họ để họ có thể ở lại, nhưng mà một cái sự kiện rõ ràng là cả hàng chục ngàn người đổ về, bỏ thành phố đi về miền Tây, điều đó cho thấy là có gì đó nó không ổn. Tôi dùng chữ không ổn cho nó dễ, bởi vì rất đơn giản, nếu mọi chuyện tốt đẹp thì người ta ở lại, không ai người ta về hết cả. Đây ta bỏ về hết, chứng tỏ là ta ở lại ta thấy không an toàn và không bảo đảm, cho nên người ta đi về. Thế bây giờ đi về đó là các tỉnh bây giờ phải hứng chịu cái chuyện này, bởi vì đùng một cái bây giờ các tỉnh ví dụ họ chỉ có vài trăm ca thôi, bây giờ là họ phát hiện trong những cái đoàn người mấy chục ngàn người về, như Sóc Trăng là phát hiện thêm hai mấy ca nữa, mà những người này đi đông như thế này là thưa quý vị còn dễ bị nữa, dễ bị lây bệnh nữa. Và một trong những hình ảnh mà tuần trước tôi cho quý vị coi là ở Bình Dương là có những người đổ về gọi là đánh nhau với lại dân quân và bị bắt. Còn một hình ảnh khác nữa ở Bình Chánh, những người đi về ngày mùng 1 tháng 10 họ không được về, bị chặn lại, họ cắm nhang, họ quỳ lại những nhân viên công lực để cho họ về luôn. Cái chuyện này nghe nó rất là buồn cười nhưng mà chuyện nó có thật. Xin bằng kỹ thuật cho con cái đoạn video này ở tại Bình Chánh. Đây thưa quý vị. Thưa quý vị, đó là cảnh lạy sống xin cho được về quê. Nó vừa có cái bi mà vừa có cái hài trong đó. Và quý vị nghe những tiếng cười đó, người ta cười đùa, người ta bảo lạy, người ta cầm nhang đó. Rồi có người còn nói là có chuối, có trái cây thì đem ra để làm bàn thờ để lạy mấy anh này để mấy anh cho về. Nghe nó vừa buồn cười mà nó vừa là bi kịch ở trong đó. Điều đó cho thấy là những người này, một là họ không tuân thủ cái quy định của nhà nước, họ rõ ràng họ vi phạm khi bỏ về, có đúng không? Nếu mà nói theo luật Việt Nam, đó là điều chắc chắn. Tất cả những người bỏ về là trái lệnh của nhà nước là đều vi phạm hết. Mà cho điều phút này tôi không biết là bao nhiêu người bị phạt, không biết. Nhưng mà nó có một thực tế là người ta chịu hết nổi và ta bỏ về. Đó là cái điều chúng ta không thể chối cãi được. Cho dù anh nói cái gì chăng nữa, biện minh cái gì chăng nữa, nói gì chăng nữa,
chuyện đó không thành vấn đề. Vấn đề đấy là cái kết quả nó là hàng ngàn người, hàng chục ngàn người bỏ về quê, bỏ thành phố về quê, mặc dù thành phố đang cần người. Thì riêng ở tỉnh Sóc Trăng không đó thưa quý vị, người ta về thì ở đây họ đưa vô cái khu văn hóa Hồ Nước Ngọt để tập trung. Rồi sau đó từng người được công an làm nhiệm vụ phân luồng để dẫn đường về những cái nơi cách ly tại huyện hay thị xã. Rồi những người nào có sức khỏe, những người nào yếu, những người phụ nữ mang thai hoặc trẻ em, những người có sức khỏe yếu nha, chứ không phải là có sức khỏe, tôi nói lộn, những người sức khỏe yếu, phụ nữ mang thai và trẻ em được nằm nghỉ ngơi. Rồi họ có những cái điểm nấu ăn từ thiện tại thành phố Sóc Trăng, họ huy động tối đa nhân lực để cung cấp thực phẩm cho những người này vừa đi hàng trăm cây số từ Sài Gòn về, từ Bình Dương về, từ Đồng Nai về, từ Long An về. Đây là bốn cái cụm tỉnh mà chưa kể Tây Ninh là năm, là những cái nơi mà người dân miền quê họ đi lên họ sinh sống và họ về. Rồi như tỉnh Sóc Trăng là trưng dụng 100% trường học để chứa những người này, nghe không? Và họ đưa vào cái khu gọi là khu Hồ Nước Ngọt, khu giải trí để mà coi như tạm thời để những người này ở đây. Và đây là cái hình ảnh mà trên ban kỹ thuật cho coi cái hình laptop của tôi một chút xíu để coi cái hình ảnh này, thưa quý vị, mà không lây bệnh sao được. Trên laptop của tôi đây, đây là cái khu giải trí Hồ Nước Ngọt ở tỉnh Sóc Trăng. Đấy, quý vị thấy không, đứng như thế này nè, để đợi vô đây nè. Thì thưa quý vị, đứng như thế này đâu có giữ khoảng cách đâu. Quý vị thấy không, đâu có giữ khoảng cách. Đây mới là mầm mống bệnh đây. Thì tôi không hiểu là chính sách Việt Nam họ tính toán như thế nào khi mà họ cho mở cửa lại bình thường. Họ dặn dò nó ra lệnh như nào mà rõ ràng có bộ phận rất lớn dân họ không tuân thủ. Và họ đi về và bây giờ là các tỉnh phải lo chăm sóc cho họ. Mà chăm sóc bây giờ cũng không nổi luôn. Ví dụ theo ông Trần Văn Lâu, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Sóc Trăng, ông cho biết là từ đêm 3 tháng 10 đến rạng sáng 4 tháng 10 sẽ có thêm rất nhiều người chạy xe về địa phương này. 100% lực lượng phải làm nhiệm vụ bám chốt, không ai được chủ quan lơ là. Ông cho biết là điểm cách ly của tỉnh đã bố trí thêm trên 30.000 người sau khi test nhanh phát hiện một vài trường hợp nghi dương tính COVID-19. Đấy không? Rồi tại chốt của tỉnh Sóc Trăng trên quốc lộ 1, dòng người ồ ạt về quê vẫn nối dài. Lãnh đạo quyết định trưng dụng 100% trường học để bố trí nơi ăn ở nghỉ cho bà con. Đó. Thì đó là bên Sóc Trăng. Của bên An Giang đó là trong 3 ngày có 25.000 công dân từ Sài Gòn về. Sau khi test nhanh được 50%, ngành y tế phát hiện 50 F0. Quá nhiều người về quê nên chúng tôi lấy hết các điểm trường trong tỉnh, có huyện lên đến 10 trường để làm khu cách ly. Huyện Tịnh Biên, Chi Tôn mỗi địa phương 3.400 người, mỗi nơi 3.000 đến 4.000 người nên không có chỗ bố trí cho bà con. Có khả năng tỉnh sẽ nhờ quân đội lấy các cơ sở của lực lượng vũ trang để mà trưng dụng, để mà chứa những người này. Đó. Rồi sau đó chịu không nổi, bây giờ cách ly ở các quận huyện thì chịu không nổi, họ không thể nào đủ phương tiện để họ làm. Họ chuyển qua đề nghị cho cách ly tại nhà, tức là những ngày bé không về nhà tự cách ly. Mà ở các tỉnh này đó, về cách ly người ta lại không đủ điều kiện. Lại phải có nhân viên y tế đến nhà để chăm sóc, để theo dõi, lại tốn kém thêm nữa nhân lực. Quý vị thấy giờ tôi nói đây là riêng một tỉnh Sóc Trăng thôi, chưa kể các tỉnh khác. Tôi sẽ trình bày tiếp câu chuyện này sau phần quảng cáo, xin quý vị đừng rời màn hình SCT. Truyền hình SCT, sau đây chúng tôi trở lại chương trình thời sự 247 của đài. Tôi đang nói về cái chuyện mà Việt Nam bị vỡ trận, tôi gọi là vỡ trận thêm lần nữa, bị toang thêm lần nữa trong cái chuyện mà sau khi mở cửa, hôm trước siết phong tỏa bị toang rồi, bây giờ mở cửa cũng bị toang luôn, là bởi vì họ không tính ra được cái số lượng người bỏ đi về miền quê, mặc dù họ có những chính sách đãi ngộ rất là tử tế theo như họ nói như vậy. Thực tế như nào, đầy đủ như nào tôi không biết, nhưng mà rõ ràng có hàng chục ngàn người bỏ về quê. Và bây giờ các tỉnh chịu không nổi. Thì đến ngày 3 tháng 10 đó,
Ông Trần Văn Lâu, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng cho biết ông cùng lãnh đạo 12 tỉnh đồng bằng sông Cửu Long đã kiến nghị đến tổ công tác đặc biệt chính phủ đề nghị tạm ngưng cho người dân tự về quê. Tức là ban đầu đó ông Phạm Minh Chính bảo là không cho về. Ông Lê Hòa Bình, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố bảo cũng không nên cho về. Ông Chính bảo về lây bệnh, ông kia bảo về thì không có lực lao động. Và rồi cuối cùng người ta cũng về, phải cho người ta về, bởi vì không thôi người ta phá ra người ta về. Về bây giờ các tỉnh, 13 tỉnh chịu nổi bảo thôi đừng cho về nữa, đang yêu cầu làm sao, mà làm sao không cho về được. Bây giờ làm sao có cản người ta, thấy không? Thế thì bây giờ đó, qua cái câu chuyện đó, chúng ta thấy là bắt đầu mọi chuyện nó lúng túng. Nó lúng túng nữa, là bởi không tính toán kỹ lưỡng. Rồi trong khi những người này về quê như vậy đó, thì ở Sài Gòn bắt đầu mở cửa cho hoạt động kinh tế trở lại, thì xảy ra tình trạng thiếu lao động. Thiếu lao động. Vào ngày thứ Hai 4 tháng 10, ông Phạm Đức Hải, Phó Ban Chỉ đạo Phòng chống Covid-19 cho biết tại cuộc họp báo là trong giai đoạn trước ngày 1 tháng 10, các khu công nghiệp, khu chế xuất trên địa bàn có khoảng 288.000 lao động. Trong đó hơn 70.000 lao động làm việc theo chế độ 3 tại chỗ hoặc một cung đường, hai điểm đến, tức là từ nhà đến sở và về thôi. Còn 3 tại chỗ, ăn tại chỗ, ở tại chỗ và làm việc tại chỗ. Từ ngày mùng 1 tháng 10 đến nay, số lao động ba tại chỗ giảm còn có 45.000, tức là mất đi 25.000, hôm trước là 70.000, bây giờ còn 45.000. Và có khoảng 33.000 lao động đăng ký mới. Số lao động ba tại chỗ chuyển thành bình thường và số bổ sung thêm khoảng 57.000. Tổng cộng có 135.000 lao động tại khu chế xuất, chiếm tỷ lệ 46%. Như vậy là gì? Thiếu mất 54%, thấy không? Do vậy lao động các đơn vị này còn rất thiếu, các doanh nghiệp đang rà soát tiếp tục tuyển dụng bổ sung nguồn lao động cho đơn vị mình. Đó, đó là một con số mà ông Phạm Đức Hải đưa ra. Thấy không? Còn đối với các khu công nghệ cao, ông cho biết là giai đoạn trước ngày 1 tháng 10 có khoảng 50.000 lao động. Trong đó 25.000 lao động làm việc theo chế độ 3 tại chỗ. Sau ngày 1 tháng 10 đến nay, số lao động làm việc theo chế độ này đã giảm lại. Khu công nghệ cao làm việc các doanh nghiệp rà soát nhu cầu lao động để tiếp tục tuyển dụng, tức là thiếu người. Và ông cũng cho biết luôn trong 50.000 lao động khu công nghệ cao có 40.000 người Sài Gòn, số còn lại đa phần là hai tỉnh Bình Dương và Đồng Nai. Vì vậy các đơn vị đang khẩn trương mời gọi tuyển dụng để có thêm người lao động phục vụ cho hoạt động tại khu vực này. Đó. Thì đó là tình trạng bây giờ Sài Gòn thiếu người, phải không? Rồi, trong khi Sài Gòn thiếu người như vậy thì Sài Gòn mở cửa ra thì sao thưa quý vị? Mặc dù nói là những ai, hôm trước ông Võ Văn Hoan, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố bảo rằng chỉ những ai có lý do chính đáng ra đường, nhưng mà thưa quý vị, ngay ngày chiều ngày 4 tháng 10, Sài Gòn đông đúc xe vô cùng. Đông không thể tưởng tượng được. Xin mời các bạn coi laptop của tôi một tí. Coi những hình ảnh của báo Tuổi Trẻ đưa lên đây quý vị coi nè. Đây là cái tuyến đường Hai Bà Trưng. Đây, tuyến đường Hai Bà Trưng quý vị thấy không? Đông chưa? Hai Bà Trưng nha. Rồi đây. Đường Hai Bà Trưng. Đường 3 tháng 2 chứ. À, từ quận 1 đường 3 tháng 2, 3 tháng 2 trước 75 gọi là đường Trần Quốc Toản, nó có thể thấy đông chưa? Đó, đông, đường 3 tháng 2. Đó. Rồi đây đường gì đây? Đường Cộng Hòa. À, đường Cộng Hòa là chỗ Lăng Cha Cả, gần sân bay Tân Nhất, có thể thấy chưa? Số người cũng đông. Đông gần như là bình thường rồi, thấy không? Là kẹt, mình chúng thấy kẹt xe mà họ bảo là kẹt xe nhiều lắm. Đó, đây đường Nguyễn Thái Sơn Gò Vấp, tức là chỗ mà Na Ba Chú Ý đi lên đó, chỗ Nam Chủ Chó rồi đó, đó quý vị thấy không? Đó, rất là đông. Cho quý vị coi những hình ảnh này trong nước họ đưa ra đấy, báo Tuổi Trẻ đưa lên đây. Đường Võ Thị Sáu, à, Võ Thị Sáu là đường Hiền Vương. À, thấy quý vị thấy không nè, mấy hàng cây hai bên nè, quý vị thấy không? Đi xe đông thế này mà không bệnh sao được. Mặc dù có đeo khẩu trang, đây quý vị coi đây đường này. Đường 3 tháng 2, quận 10, tức là đường Võ Trần Quốc Toản trước 75. Khúc này là khúc mà trường gì Đại học Quốc gia Hành Chánh á. Đó, Quốc gia Hành Chánh với lại Việt Nam Quốc tự. Rồi quý vị coi này, đường Hoàng Văn Thụ, quận Tân Bình. Đấy tức là đường Hoàng Văn Thụ này, trước 75 là đường Nguyễn Thoại đây. Đó, đoạn mà giữa Lăng Gia Cả, Bảy Hiền này. Quý vị không, đi thế này thế mà. Sài Gòn bây giờ là, tôi nói cái kiểu này là toan, toan nữa. À. Đó, thì thưa quý vị thấy đó là những hình ảnh cho quý vị coi là Sài Gòn. Rồi siêu thị, úi trời trà. Siêu thị người ta bảo là đông như hội, đông như hội. Nhiều siêu thị cho ta vô đông quá, bảo vệ không kịp nhắc nhở luôn, rồi tự phát bán ở khắp lề đường. Nhiều cái siêu thị bảo là cách ly nhưng mà vô giữ 2 mét nhưng mà lại không giới hạn người vào. Cuối cùng họ vào đông đúc quá, còn các cái nơi khác là bán là búa xua trên lề đường luôn. Mà coi cái laptop của tôi ở đây.
Đây là trên đường Nguyễn Xí, quận Bình Thạnh đây. Đó, người ta bày ra, người ta ngồi, người ta bán này. Quý vị thấy đâu có khoảng cách gì đâu, thấy không? Đó, ngồi sát sát như thế đấy. Rồi đây này, chỗ này thì xếp hàng, thấy không? Trên đường Nguyễn Xí này xếp hàng mua đồ ăn về, thấy không? Nhưng mà quý vị thấy có khoảng cách này đâu có đủ 2 mét đâu. Đó, đâu có đủ 2 mét đâu. Đó, đó đây, đây này, đó. Một số siêu thị thì ta bắt điền giấy tờ vô, nhưng mà quý vị thấy không, điền giấy tờ này, cô ngồi điền giấy tờ. Nhưng mà quý vị thấy không, đi vô mua đồ này, người ta tranh thủ ta mua, người ta không biết bao giờ đóng lại đây. Đứng rất là gần với nhau. Đó, đó là những cái sinh hoạt ở Sài Gòn mà chúng ta thấy. Đây, trong siêu thị là úi trời, cái hàng thịt, hàng cá tươi chứ. Tôi hỏi quý vị thế này làm sao mà tránh được, thấy không? Cái này là nhiều khả năng sẽ bị dính lại lắm. Thì đó là những cái gì mà xảy ra trong liên quan đến Sài Gòn cũng như là các tỉnh miền Nam mà trong những ngày qua. Tuy nhiên thì cũng trong ngày mùng 3 tháng 10, tức là hôm Chủ nhật, ông Nguyễn Thành Long, Bộ trưởng Y tế, thì lại lên đại khái là ông phát biểu trên diễn đàn là chiến lược Zero Covid. Và ông ngầm cho biết là coi như Việt Nam, đây ông nói này, về cơ bản chúng ta đã kiểm soát, tốt tình hình dịch bệnh trên toàn quốc. Tại tâm dịch Sài Gòn, Bình Dương, con số ca mắc cũng như tỷ lệ nhiễm, con số tử vong giảm rất sâu. Đó. Tình hình dịch bệnh các tỉnh nằm trong khu vực giãn cách có diễn biến tích cực. Đối với 40 tỉnh thành khác có các ca nhiễm đã được kịp thời xử lý, khoanh vùng, dập dịch nhanh chóng. Nhìn lại toàn bộ công tác phòng chống dịch thời gian qua, Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long cho biết có 5 quyết định cần não được đưa ra, đó đại khái như thế. Thì khi mà nói về cái bệnh dịch ở Việt Nam đó, trong những ngày qua đó, tôi thì tôi thấy sao tôi nói vậy, tôi tường thuật cho quý vị biết thôi. Nhưng mà có một số người bảo ông Dũng ơi, ông lo quá, Việt Nam chết đâu bằng Mỹ đâu, Mỹ chết 700.000, ông nói ông cứ chó mó Việt Nam. Để tôi cho quý vị coi con số luôn. Đây là con số của John Hopkins University, họ theo dõi tất cả thế giới. Chúng ta chết bao nhiêu, chúng ta lo chuyện chúng ta thì đừng đi so sánh nước khác. Mình so sánh không được. Bởi mỗi nước cái dân số nó khác nhau và các thứ. Đây là cái con số mà người ta tính số người bệnh và số tỷ lệ số người bị chết so với người bệnh. À, cho quý vị coi các quốc gia này đây của John Hopkins University nha. Chúng ta thấy là bây giờ cho quý vị coi so sánh với Mỹ vào. Mấy ông này nói là ông Dũng ở bên Mỹ là 700.000 người chết. Ông nói vì ông coi để tôi cho quý vị coi Mỹ rồi này. Đây coi. Cho quý vị coi tí xíu để quý vị biết là tình hình như thế nào. Đây, đây, các nước là Monaco, là các thứ, quý vị thấy không? Canada này, ví dụ 1.600.000 người bệnh này, 28.000 người chết này, tương đương 1.7% này, quý vị thấy không? Đó, đại khái, nghĩa là cái số người chết so với số người bị bệnh nhá, số người chết so với số người bị bệnh. Để cho quý vị coi đây, nhá. Việt Nam này, quý vị thấy không? 808.578 người bị bệnh. Số người chết là 19.715, tỷ lệ số người chết so với người bệnh là 2.4%. Thấy chưa? 2.4%, mà cứ 100.000 người á, trong số 100.000 người dân á thì Việt Nam có hơn 20 người chết. Nhưng mà trong số người bị bệnh đó, thấy không? Cái người bị bệnh và cái tỷ lệ chết đó thì tỷ lệ Việt Nam là 2.4%. Trong khi của Mỹ chỉ có 1.6% mà thôi. Để tôi cho quý vị coi hàng con số để chúng ta so sánh. À, Mỹ bị chết nhiều hơn, nhưng mà tỷ lệ bị bệnh lại ít hơn, cho nên con số mà người chết với lại người bị bệnh của Mỹ nó chỉ có 1.6% mà thôi. Thế cái danh sách là hơi dài, quý vị thông cảm cho tôi, chờ tôi chút xíu để tôi cho quý vị coi. Đây, United States, đây, thưa quý vị thấy, đây. 43.683.048 người bị bệnh, nhá, tính đến ngày hôm nay. Số người chết là 701.169, đây con số ghê không? 700.000 trong khi Việt Nam chưa tới 20.000. Nhưng mà tỷ lệ số người chết so với người bị bệnh nó là 1.6%. Đó. Và nhưng mà trong cái tổng số 100.000 người á, thì Mỹ có tới hơn 213 người chết, thì nó cao hơn Việt Nam. Nhưng mà tỷ lệ số người chết so với số người bệnh á, ít hơn Việt Nam, có 1.6, Việt Nam 2.4. Điều này nói lên cái gì? Tức là cái mà khi bị bệnh đó, rõ ràng cái ông Mỹ ông ngăn chặn người chết nó tốt hơn, nó có 1.6% thôi. Còn Việt Nam á, thì ngăn chặn không bằng, tới 2.4% chết. Tức là số người chết tương là bằng 2.4% của số người bệnh. Ông Mỹ là 1.6%, còn các nước khác thì tôi không muốn nói tới, tại tôi thấy có người so sánh Mỹ Việt Nam. Thành ra quý vị thấy không, tính theo tỷ lệ mà người bệnh và người chết, Việt Nam vẫn cao hơn mà Mỹ, mặc dù số Mỹ rất là nhiều. Thì đó là những gì đáng chú ý trong tuần qua gửi đến cho quý vị. Cảm ơn quý vị rất nhiều theo dõi chương trình. Chúng tôi xin hẹn quý vị vào chương trình sau.